Dư Mỹ Quân là tân sinh viên ngành thú y của trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhập học đã hơn tháng qua, niềm vui vẫn còn đong đầy trong ánh mắt, niềm hạnh phúc vẫn rạng ngời trên gương mặt. Nhân chia sẻ niềm vui đó cùng em, chỉ còn có mẹ và em gái. Cha mất khi Mỹ Quân mới chập chững vào lớp 1. 12 năm qua, em chẳng còn cảm nhận được vòng tay che chở của người cha. Nhưng em tin, ở một nơi nào đó trong cõi hư vô, cha hẳn cũng vui mừng và tự hào về em. Suốt 3 năm phổ thông, Mỹ Quân theo học trường Trung học Phổ thông Mỹ Xuyên. Tuy nổi trội hơn ở các môn tự nhiên, nhưng ở các môn khác em vẫn cân bằng được điểm số và duy trì thành tích học sinh giỏi suốt 3 năm liền. Quân cũng tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi môn toán của nhà trường. Với những nỗ lực trong học tập, Mỹ Quân nhận được những đánh giá tích cực từ thầy cô chủ nhiệm lẫn giáo viên bộ môn. Nhà trường cũng dành những sự quan tâm hỗ trợ cho cô học trò này. Em Dư Mỹ Quân là học sinh giỏi của trường trong 3 năm liền, từ lớp 10, 11 cho đến lớp 12. Và trong quá trình học tập thì em học giỏi ở các môn tự nhiên, là môn toán, môn hóa. Và Quân thì cũng có tham gia thi học sinh giỏi cấp trường. Rồi em trường thì cũng có xem xét những cái suất học bổng để hỗ trợ cho Quân. Tại vì Quân bên cạnh học giỏi thì hoàn cảnh gia đình của Quân cũng khó khăn, mẹ là giáo viên. Rồi ba thì bị bệnh tim đã mất từ khi em còn nhỏ rồi. Cho nên ngoài sự hỗ trợ của trường cũng tiếp thêm động lực cho các em trong quá trình học tập. Cha mất khi chị em Quân còn nhỏ. Một mình mẹ thay cha gánh vác cả gia đình. Mẹ làm giáo viên trường trung học cơ sở ở huyện Trần Đề. Đồng lương giáo viên phải gói ghém chi tiêu để lo cuộc sống của ba mẹ con. Hai cô con gái lại đang tuổi ăn học. Ngày Quân vào đại học cũng là lúc nỗi lo trong lòng mẹ càng nặng, càng dày. Tiền học phí, tiền sinh hoạt suốt 4 năm nơi đất khách cho con gái lớn, rồi tiền học tiền ăn cho con gái nhỏ đang bước vào năm lớp 11. Bài toán áo cơm giải mãi chẳng thành. Cái lúc mà hay tin là Mỹ Quân đậu đại học á, thì em nghĩ cái niềm vui lúc đó của mình là rất là lớn. Nhưng mà chắc là cũng sẽ có những cái lo lắng đó không chị? Có chứ, chị cũng lo lắm, có nhiều đêm cũng mất ngủ, rồi cũng nghĩ tới nghĩ lui, giờ không biết sao, thôi kệ, mình tới đâu mình tính tới đó. Rồi cái sao mà vừa đâu cái có cái công văn mà bên hội khuyến học đó, cho cái suất học bổng cho tân sinh viên đó, cái mừng dễ sợ vậy đó, cái mau làm đơn, cái kêu con nó làm, rồi mình xin hỗ trợ vậy đó, thì cũng đỡ được phần nào. Vì sao chị lại mong muốn là con mình phải tiếp tục học đại học? Chị rất mong muốn là con mình nó học tới nơi tới chốn để sau này ví dụ như nó bản thân nó lo được cho nó thì nó mới lo được cho mọi người nữa. Chứ nếu mà bản thân nó không lo được thì làm sao mà nó lo được cho mọi người. Ngay từ nhỏ, Dư Mỹ Quân đã sớm có ý thức học thật tốt bởi truyền thống gia đình cả ông bà lẫn cha mẹ đều là giáo viên và bởi ước mơ của chính em. Sớm xác định mục tiêu cho mình từ khi còn là học sinh trung học cơ sở, Quân biết mình muốn gì và cần làm gì cho ước mơ đó. Có những trở ngại mà em biết mình sẽ phải đối diện nhưng không lo sợ cũng chẳng nản lòng bởi em tin mình cứ tự tin bước về phía trước, thành công sẽ ở không xa. Khi mà mình trúng tuyển đại học thì tới nay mình cũng đi học được khoảng thời gian rồi. Vậy thì em thấy là cái thời gian mà mình làm quen với môi trường mới này thì mình cảm nhận về nó như thế nào? Đã quen thuộc với nó chưa và có cái điều gì mà mình thấy nó cũng có những cái khác biệt so với những cái năm trung học phổ thông không? Thế thì trên đây thì tự do được ăn mặc nhiều hơn. Nhưng mà trên đây thì trường nó có hơi xa. Với lại đó giờ thì em học thì nó chỉ gọi là ở một chỗ, một lớp thôi. Còn bây giờ thì em đi học thì nó di chuyển nhiều nơi hơn. Em phải tự lội bộ đi qua từ giảng đường một để học. Thì nói chung là trên đây thì mọi thứ kiểu rất là khác. Giảng viên thì trên đây cũng khá là cởi mở. Với lại đòi hỏi tụi em tự học nhiều. Chứ ở hồi cấp 3 thì gói ghém ở một số kiến thức thôi, còn lên đây thì kiến thức nó hơi dài, nó rộng hơn, nó rộng. Và tụi em lên đây thì học cũng bình thường, cũng không khác gì nhiều. Lúc mà mình trúng tuyển đại học hay tin là trúng tuyển đại học thì chắc chắn là mình sẽ rất là vui. Bên cạnh cái niềm vui thì lúc đó Quân có cái điều gì lo lắng trong lòng không? Cái thứ nhất thì chắc là học phí, tại vì
em lúc mà chọn trường để nguyện vọng thì em cũng phải sắp xếp nguyện vọng kiểu học phí ở trường nó phải thuộc dạng là đủ khả năng của mẹ. Lúc đầu thì em đậu năm 5 thì em cũng có tìm hiểu trước là trường này thì học phí cũng khá nằm ở mức ổn, cho nên là em để nguyện vọng 1. Cái lúc mà đậu thì em cũng đỡ lo, tại vì học phí thì nó cũng thuộc dạng là rẻ. Nhưng mà bên cạnh đó thì em lo bên cái phần ăn của mỗi tháng hơn, tại vì mỗi tháng thì mẹ đi làm lương giáo viên, cho nên là em gán gọi là sắp xếp để gán không có ăn quá cái mức tiền mẹ cho. Em lo lắng về cái chi phí học tập. Như vậy thì mình đã có bước đầu là mình đã tính toán như thế nào để mình có thể san sẻ được phần nào cái chi phí đó với mẹ? Nghĩa là chắc em sẽ đi làm, nhưng mà hiện tại thì em chưa sắp xếp được thời gian để đi, với lại kiểu mới năm 1 cho nên là chưa có thuộc đường xá nhiều. Trước giờ là em từng đi làm thêm bao giờ chưa? Chưa đi làm thêm thì mình có lo lắng là nếu mà mình vừa đi học vừa đi làm thì sẽ là một cái thách thức với mình không? Em cũng lo, cho nên là cũng sẽ thử sức cho một số công việc để xem mình có phù hợp không. Mình đắn đo về cái chi phí học tập. Vậy thì cái việc mà chi phí học tập đó nó có từng khiến cho em cũng đắn đo, cũng vân vân, và mình đã nghĩ tới cái phương án là mình không thể tiếp tục đi học nữa không? Có nói chung là lúc đó em không có ý định sẽ đi đọc đại học, tại vì lo tiền học phí, tại vì mỗi năm thì nó vẫn sẽ tăng, cho nên là em không có ý định sẽ đi học. Nhưng mà mẹ kêu là thôi đi học đại đi để mẹ gán lo, rồi tốt nghiệp rồi muốn làm gì làm. Mình đã từng có lúc là mình nghĩ là mình sẽ phải dừng cái việc học lại. Vậy thì thật sự trong lòng em lúc đó em có muốn được tiếp tục học đại học không? Dạ muốn, tại vì học đại học thì ra thì dễ có việc làm hơn, với lại cũng sẽ giúp gia đình đỡ khó khăn hơn nhiều. Mình thật sự là mình vẫn muốn đi học tiếp, muốn tiếp tục với việc học ở đại học. Trong lòng của Quân thì có cái ước mơ gì không? Dạ, bác sĩ thú y. Đây là cái ước mơ của em đó giờ. Vì sao mình lại mơ ước là mình muốn trở thành bác sĩ thú y? Em khá là thích động vật. Em muốn kiểu làm ở trong mấy cái sở thú hoặc là mấy cái khu bảo tồn. Em rất là muốn được trải nghiệm ở trong đó, cho nên là tới giờ em bắt buộc cái ước mơ. Như vậy là mình đã chọn đúng cái ngành mà mình mong ước, đúng cái đi đúng cái con đường thực hiện ước mơ của mình rồi. Hy vọng là em sẽ cố gắng hết sức để có thể là đi trọn vẹn với ước mơ của mình. Những ngày Quân về thăm mẹ, ngôi nhà lại rộn ràng hơn, ấm áp hơn bởi những câu chuyện kể nhau nghe, bởi những tâm tình cùng nhau chia sẻ. Quân biết rằng cả mình và em gái rồi sẽ có một ngày rời vòng tay mẹ, đi theo ước mơ của chính mình. Nhưng gia đình mãi là nơi để yêu thương, để trở về. Hôm nay thì chương trình Tiếp bước đến trường trao học bổng cho cựu học sinh của trường Trung học Phổ thông Mỹ Xuyên và là tân sinh viên của trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, đó là em Dương Mỹ Quân. Và sau đây thì xin mời đại diện trường Trung học Phổ thông Mỹ Xuyên sẽ trao suất học bổng này. Dạ, em mời cô ạ. Tôi xin đại diện cho trường Trung học Phổ thông Mỹ Xuyên trao học bổng của Hội Khuyến học và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kiến thiết một thành viên cho Mỹ Quân. Tôi xin chúc mừng Mỹ Quân đã nhận được suất học bổng hỗ trợ của Hội Khuyến học cũng như là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất kiến thiết tỉnh Sóc Trăng. Thì cô mong rằng với phần hỗ trợ này sẽ giúp Quân vượt qua khó khăn và hỗ trợ cho Quân trong việc học tập. Cô xin chúc Quân luôn đạt kết quả tốt nhất cho học tập và rèn luyện trên chặng đường đại học. Trước nhất là em cảm ơn mọi người đã tài trợ học bổng cho em. Em khá là vui tại vì trong chặng đường sắp tới thì em nhờ có một phần chi phí của học bổng mà giúp đỡ đần được cho gia đình. Và em không phải lo lắng về cái học phí sau này. Chương trình Tiếp bước đến trường cũng xin khép lại tại đây. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Hội Khuyến học tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sở số kiến thiết Sóc Trăng và trường Trung học Phổ thông Mỹ Xuyên đã cùng với chương trình hỗ trợ cho em Dương Mỹ Quân để em có thể vững tin trên giảng đường đại học. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào 18:15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh STV1. Quý vị có thể xem lại trên trang web thst.vn hoặc là trên Facebook và YouTube truyền hình Sóc Trăng. Chi tiết liên lạc xin mời gửi về chương trình Tiếp bước đến trường, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng,
số 132, đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.